Mọi người nhá, đây anh em mình sẽ lên kia chặt sâu cọ trên đồi cọ trên kia nhá. Đây đồi cọ xa xa kìa. Đấy, cùng anh em mình trải nghiệm là đi chặt sâu cọ. Bình thường nếu anh em có chuyên nghiệp thì họ sẽ bắt cứ đốc, nhưng anh em mình hôm nay là mang dao rồi, quảng cáo dao chủ yếu. Phúc sen mọi người nhá. Các bạn hàng chính hãng. Ok á, gọi để em bập vô mấy phát nào. Để lao tí nữa. Em bập. Quảng cáo dao giờ. Lao cho các bạn đấy. Rồi bây giờ là cổ đồ đất. Ủa, đọc đấy. Hello, chào mọi người nhá. Con này là anh em mình sẽ đưa mọi người đi xem với con này con gì không? Con này con sâu cọ mọi người nhá. Con này nó mọc ở trong cái cọi mọi người. Đây anh mình vừa đào đi này. Không thấy nó có con cọ ăn ở trong đấy luôn. Con này ăn sống được mọi người. Nhiều người ăn sống dám ăn sống ăn được nhưng mình không dám. Đây, đưa mọi người. Ai cắt đâu hết đi. Đấy nhá, bây giờ vốn anh em đang ngủ đây, hai gốc đây. Cảm ơn các nhá. Đấy nhá, đây. Đây là anh em, đây anh em đang bổ gốc này đây. Rất là nhiều sâu. Đấy, đây. Con này chết mất rồi. Đây rất là nhiều. Đang một cái nào. Đây mọi người, đây là sâu cọ. Đây. Con này rào trong cái vườn. Rào lá chanh các kiểu. Bập. Còn được 3 cây này thoải mái. Nhưng mà nó có ăn sâu trong cái nữa không anh? Có. Rồi, tôi tìm đây mọi người. Con này nó rào rồi, bắt đầu nó ăn ngược quay ra ngoài là nó sẽ làm cái nó thành con quáng mẹ như này. Con mẹ đâu nhỉ? Con mẹ bay đi rồi. Con mẹ đấy thả bay đi mất rồi. À bay đi. Đấy, con này lọt đi. Đấy, lọt nhiều hết đi. Đây có không anh? Lại có hàng rồi. Lại báo có hàng. Để mình lật lên cho mọi người xem. Thấy chưa? Ui nó vẫn còn ăn vào đây. Ôi con kia. Chém vào con kia rồi kìa. Đây. Em xin mọi người nhé, to nhỏ đều có hết đây. Đây, sâu đây các bạn ơi. Đấy. Cái này thì khả năng bên này sâu nó bé hơn. Mọi người quay đi. Đấy, sâu đây. Nó ở đây. Từ từ quay hẳn đây bổ xem. Quay mặt sang đây nào. Bên kia cứ từ từ đã để bắt bên này đã, bên này đang nhiều. Ăn hẳn trong ấy nhỉ? Nó có thể ăn loại mục mục thôi ra là. Hóa ra là nó ăn cả. Ăn cái tươi mà. Ăn cái tươi nó để ra cái mục chứ. Ai à? Rau của thằng Hải rất là sắc. Rau quá tươi. Đây mọi người xem, đây anh em mình chưa được hai ngọn đấy. Nói như này. Này anh em đi nghĩ là không có. Cắn ấy à? Nó tung. Răng này rất là sắc. Đâu. Nắm nắm vào đi, nắm vào nó chui cái kẽ nó cắn. Ghi cầm cái tay. Cầm một lúc đấy. Đây là sâu định hóa. Đây bây giờ mình sẽ đào từ đây vào. Nó kiểu gì cũng sẽ được. Anh em mình đang tác nghiệp ở Định Hóa mọi người ạ. Đúng là quê hương luôn. Ui nó. Nhưng thường bây giờ những đồi cọ này, những cây này của anh đoán người ta cắt được bao nhiêu lâu rồi? Những cái con sâu này thì từ khi cắt đến khi vào thì mình thu hoạch sâu được tầm độ khoảng 1 tháng rưỡi. Nếu mà để lâu quá thì nó già nó nhăn ra ngoài. Bây giờ mất. Tùy thuộc vào thời tiết, những mùa mưa này thì nó sẽ vào nhanh hơn. Sâu này đi bổ được nhiều lắm. Sâu cọ ngày xưa em thấy xem trên TV nhiều nhưng mà nó cũng tương tự như là con buông rùa của miền Nam này. Cái mùi nó cây cọ sung sủng nhỉ. Nhưng mà nhìn như này mà anh em ăn sống được nhỉ, nuốt chừng được em chịu. Này ăn sống mình có những người ăn được thôi, có người không ăn. Em không ăn. Có người ăn thì con này nó rất nhiều cái tạng nên là người ăn quen nó sẽ dị ứng. Ứa. Đây. Con này đấy. Nhưng mà ăn con này có bổ thật trắng dương anh. Đây con. Đấy. Con này cái này không rõ lắm. Anh em mình có ăn tốn rượu lắm. Ăn cái này tính đi tìm vợ đúng không? Thì cứ anh vợ anh nhớ em lắm này, chết. Đấy, con này như mấy anh em xa nhà như em này chết. Ăn con này vào thì về xóa kịp được. Con này thì rất là béo. Đây, con này khả năng già rồi. Nó sâu cọ. Đúng anh, con già nó sẽ màu vàng. Nó chuyển sang màu vàng. Con trắng nó còn non. Trong này khả năng vẫn ăn sâu trong này. Còn cái ăn sâu nó nhiều hơn to. Cái này chặt nó vẫn còn sớm nữa. Thì mình biết rồi nó vào. Đây con này chui ra ngoài đi. Rồi nó lên chảo hết. Đây là đặc sản Định Hóa nhá. Sâu cọ. Nhiều khi có tiền thì chắc có mua đúng anh? Đúng rồi. Để một cân này cũng vất vả, chặt cái này. Cần 2 đứa đấy. Em phải tốn triệu đấy. Bây giờ mình lại phải chặt lên trên rồi, tại vì là nó hết. Nhưng ăn con này cũng bia tốt hơn hợp hay chưa hợp ấy? Rượu hợp hơn nhé. Rượu hợp hơn. Bia cũng được, rượu là hợp hơn. Rồi bọc tiếp đúng không? Đấy, bây giờ bọc. Anh lấy bọc. Đoạn này lại bọc ngang. Vẫn bọc ngang, chúng mình lại dọc tiếp. Đấy là độ bong nó phân sắc vào đây đấy. Đây, các bạn sẽ sâu này. Nó ăn mục hết cái cọ luôn. chui ở dưới này đấy. Ôi đang chạy, ôi rồi nhiều thật này đấy, sâu này. Đây này, này. Còn này con này tại tôi đây này. Đây này. Đấy, đấy nhiều sâu rồi. Nó chạy rất nhanh đấy. Có gì đến đâu rồi, túi đựng đâu rồi. Túi kia. Nó cắn rất vào đầu. Tập dưới đây đã. Đây, bạn cầm hộ mình đấy. Là anh em mình nghĩ đi là không có gì đâu là thấy đây, đây là thành phẩm, đây thành quả. Thấy mọi người đã chặt trước rồi. Đây. Đây, rất là nhiều. Này chỉ cần cắt 3 cây thôi, tối lại có mồi. Này, đây chỉ đặt mưa gió cho nên là mấy anh em đi lên rừng một buổi. Úi trời ơi, sao bên này to thế nhỉ? Cũng lâu rồi chưa được đi kiếm cái món này. Đây kìa, bên này to thật nhiều. Anh em mình sắp được một bát rồi đấy. Cũng lâu rồi chưa có cơ hội. Nó ăn ở trong rồi không anh? Có. Không thủ. Nó có mùi đặc trưng của nó. Đây nha, giới thiệu với các bạn đây là anh Hoàng Hiệp. Đấy, anh đang bới sâu cọ anh. Nghề chính của anh là bắt lươn nhưng mà anh cô ạ. Sao cháu? Cho biết bắt con nhộng. Hả? Đó, cho bán lên truyền hình luôn đấy. Bán chủ lực của ai đúng không bác? Này, cái cây biết ở trong cái đi lên cái cây cái gì vậy? Cái dừa hả? Cây dừa hay cây đao? Ăn được không ạ? Không phải cây đao, nó như cây mai ấy, trong là nước ép không à. Vầu vầu. Cái tre. Vầu tre à? Con sâu vầu á. Tháng sâu vầu. Sâu vầu. Con sung tre. Quay trực chơi này mọi người xem đây. Nó bắn dưới. Nó chạy rất là ác luôn. Nó chui trong hố. Đây, anh em mình đang bắt thì đang đào thì cô ấy lên à, ăn sâu nhỉ đây, đây ui quả này ui rồi mập nút luôn rồi mọi người. Em xem trên mạng người ta cứ thả bắt nước mắm mắng chém cái đầu cái kia thấy ăn cái này chắc chắn đồng bằng không có mọi người. Đúng rồi, đốt ở mà cái này mới có rồi. Cái đấy anh chặt quá nó phải ăn sâu trong. Đấy mình đâu có thể là nó sẽ chạy đâu rồi. Chính khả năng mình ấy cái cây này vừa đẹp với nhà tầm không già quá. Đây con đây. Nghi là động nó sẽ chạy ra ngoài này. Chạy ra thật. Ừ. Một con. Những con này là rất ngon, con này già nó chuẩn bị đóng kén để chuyển màu vàng này. Những con này nếu mà có nước mắm ở đây là ăn sống được luôn đấy. Con này là dành cho những động vật ăn tạp đấy mọi người ạ. Là phải gọi chú anh Tây Bắc, phải gọi động vật ăn tạp đây. Không làm gì. Bọn em này cái món này ăn sống. Đấy chết. Đây. Đây loại này là cứ rang lên là gần chín là chuối lá chanh vào anh nhỉ? Chanh. Kiểu như là chanh lá lốt. Ong kiểu như mình nghĩ nhiều ong. Lá chanh nó ăn nó là cái nhộng ong ấy. Thôi em ăn cái sầu em bị dị ứng bây giờ ăn này không có ăn tối rồi xem nào. Cũng gọi là nếu dị ứng thì con này là dị ứng mạnh nhất đấy. À. Ăn cho sầu dị ứng em không có này. Ăn tằm dị ứng không dị ứng thì ăn được. Con này tằm tương đương nhá. Mình nó rất là nhiều chất đạm. Hết rồi. Chín sâu là đã hết rồi. Bây giờ là đi tìm. Muốn phát hiện loại này thì cứ phải dùng tay mà nghe nó cọt kẹt. Gõ cây có nó ăn là nó động, là nó sẽ kêu, mình sẽ biết rồi. Đấy nhá. Ok, ăn ít này. Đấy, đấy chỉ số là mua luôn. Đấy, cổ đây này. Chắc là cũng đặt có mấy đâu. Sâu này cũng phải nào cũng có này. Cái này người ta khai thác họ đặt cọ xuống thì mình mới đi cổ được. Đây con này. Đấy, cái bưởi nhẹ nhàng cho mọi người xem rất là nhẹ nhàng. Đấy, như cái màu của ấy luôn. Đấy. Đây động các bạn, không vỡ mất rồi. Lại mất miếng đấy. Đây. Bác có tầm nhá. Đang hiệp để bổ thêm một tí nữa. Đây các bạn nhá, đây. Thò đầu luôn này. Thấy chưa? Nó con non đầu nó vàng nhưng mà trắng đúng không? Đây, con đầu nó đen kìa. Con này là nó sắp rã. Con này sắp rã. Đây. Bạn gọi mình mở thêm tí nữa. Nó ở trong cái cọi gọi là con sâu cọ này. Sâu cọ sâu dừa vẫn là cái con đấy thôi mà chỉ có là ăn trong cái cọi là sâu cọ mà. Ăn ở trong sâu cây dừa gọi là sâu dừa. Sao người ta gọi con buông dừa nhỉ? Có tiếng vùng miền thôi. Đuống con này gọi là con đuống này, đuống cọ đấy. Cứ gọi con sâu, con đuống cọ. Nó còn do mình gọi lấy con này cổ đây. Rồi. Bạn lùi ra không lại vào đầu gối. Nguy hiểm lắm, bạn chỗ kinh nghiệm của cọ lắm rồi. Bạn chỉ đi công ty thôi. hàng mét này. Tối về em đi công ty giao Phúc Xe này ở xem nào chứ. Giao rất là lợi. Vài con nữa xuống cái này. Ôi hình như chỗ đầu con dao con kìa. Cái trắng không phải. Nhìn giống giống. À, đây con này. Đây này, đây con này. Đây nhá. Rất là vất vả. Thế kiếm được thêm cây nữa bố sướng ha. Đủ cây muộn rồi. Bố không cây này nữa có khi là mình về đánh luôn. Này trời mưa trời gió này đánh luôn có khi là em còn ra được lúc này. Chẳng mấy khi nhưng anh ấy... ngày chủ nhật thì người chúng ta về đi kiếm tí đồng quê thôi. Khả năng phải đào thêm cây nữa nhỉ? Từ ngày 4-5 anh em không đủ không anh? Được. Tí xuống bổ nhanh một cây. Bổ thêm vài cây, 2-4 cây. Nhưng mà vấn đề là ở dưới kia mới có một cây thôi. Rồi hai anh em chia ra một người đi chặt tiếp một cây, tìm một cây nữa chặt tiếp. Đây mọi người. Đây để tớ moi cho Hiệp đi xem một cây nào. Rồi anh đi kiểm tra đây anh Hoàng Hiệp đi xem một cây nào nữa thì anh em triển khai nốt. Đang thích mồi. Đấy để anh Quang Hải ở đây moi, anh Hoàng Hiệp đi tìm cây nữa. Với anh em có cho mình nhiều tí cái này cái nhiều nhỉ. Để xem hình nếu mà cái này nhiều thì không cần chặt. Cái này uy tín. Gió trời gió khi sắp mưa rồi đấy. Các bạn nghe thấy gió to. Không về nhanh mới biết hết đấy. Đây lấy con này này. Ui, trời ơi. Chưa xin gì rồi, đâm lại là con đúng con tay vàng luôn. Tuyệt rồi. Đá thịt. Đây động. Ok là con này hơi nhỏ. Được nửa cân rồi đấy. Đây có con nữa đây. Đây có một con rất là to này các bạn đây. Đi vào. Đây. Ăn đấy. Đây. Đấy anh em bên giao Phúc Sen em để ý hôm nay em check dao đây, chém ok đấy. Có ok luôn. Mình sẽ đặt lấy mấy con. Hôm nay quên không mang dìu đi thử. Ở trên đây nhá. Mình sắm mấy con dao con dìu đi đặt thử. Anh em hôm nay buộc cái lốc nhưng mà đi test dao cho anh em. Đặt này dao các bạn. Anh em YouTube Phúc Sen, tác xã giao Phúc Sen. Tao hồ bệnh không cong không gì hết. Từ từ nhé. Tránh ra nhé. Từ từ ngay chọc nó chạy nhé. Anh kiếm cây nữa anh. Thế rồi bà con. Đây là. Ăn giờ có. Nhìn nước ăn là biết rồi. Đây có em có đây. Đá. Ui. Đóng hết cả hàng. Tiền nữa đó. Còn nó vẫn còn hố là tử. Ui tao hôi cũng còn sâu hết rồi hả? Cái này là mùi đặc trưng. Sâu cọ đi bổ về là thung thủng thối mùi cây thật. Mùi của cây cọ. Đó, mùi của cây cọ ấy. Khấm không phải thối. Đây còn một con. Trong đấy. Con. Rất là bình thường không to. Lai bản. Đấy kia là vợ anh Thân à? Theo chị thấy mấy anh em chặt cô kênh trên đồi đó đi kiểm tra xem là ai chặt phá cây của nhà không. Đây hai anh em mình chém. Hôm nay năm anh em mình chém được 2 cây. À rồi được con nữa này. Con rất còn to. Có 2 cây mà được nửa thế nào? Được bác to rồi, nửa cân rồi. Được còn ở dưới chính là ăn sâu nhỉ. Ăn sâu. Cái này thì này tí anh đào xuống em đi được còn. Đang kiểm tra lại. Chắc hết rồi. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Thế anh đi di chuyển tiếp khác. Bên đây có không anh? Quyết định là chiến đấu cái đấy không kém nào nhưng mà không thấy con sâu thôi. Rồi anh em đang đi kiểm tra xem còn có cây nào có không. Đấy cây đấy có đấy Hiệp ơi. Cái đấy có. Để chặt đàn cho lao cọ rồi để ấy mũ rồi nhét mũ rồi. Hả? Nhét thêm mẹ mũ lại. Có anh. Này không phải. Cấm. Chặt lao cọ rồi. Đây, anh Hoàng Hải đang đi chặt cá táp để đựng này không là cắn thủng hết lá. Đây cái khoảng này đẹp đây. Bạn chặt một phát xuống đấy mà thấy có không là. Đây để anh Hải làm cá táp đi. À, anh này chưa hay đi rừng đâu làm nhìn rất đơn giản mình không biết làm rồi. Đấy là phải làm để cái cuống đây lỡ tay chặt ra thôi. Được rồi. Đây dừng một này. Cái trái đẹp phết này. Đây cái sáng anh. À trên ta gì thế nhỉ? Đây cái sáng đấy. Không bố em đào một cây nhưng mà cái cây này thì nó cây này. Đây đổ sâu vào đi. Ui giời. Nhiều phết đấy chứ nhỉ? Còn ít mà nhiều này hả? Còn con mũ kìa, vẫn còn con kìa. Cạnh này. Đây nhanh nhanh này, đây sâu cọ đây. Sâu rất đẹp, sâu cọ ở cá táp cọ luôn. Cái đấy mới chất lượng nữa, như thế mới chất lượng ạ. Cây thế mới chất lượng bạn hiểu tiền. Thôi mình để đây nhá. Cây đấy mới đẹp nữa. Đấy anh em nha, đây. Đây mọi người, khóa quay sát đây cho mọi người. Cái của cụ nhà, hồng hố này. Đấy, gõ ra nhá. Đấy, anh em đang kiểm tra xem có sâu hay không. Có nhưng ít thôi. Tách đi. Có không nhiều đâu. Đây là đào ấy được nhiều tiền đây này. Cây là đào thì đẹp. Đẹp rồi. Cây đào cắt nếu cái cắt hẳn tí tí cái luôn. Đào tán sụn tăng hốt nha. Nhưng đào cái này đào tay không đào được. Đất này đào dưới hơn đất tá thì nhiều. Cái này phải lên bầu chứ không thì chết ngay. Đào xuống trước rồi mình quay bầu mấy tháng sau rồi mình đánh đầu đổ. Đúng rồi. Mà đào xung quanh xuống khoảng độ 80 phân mà buộc lấy đào thuốc. Đây mấy em nó đào một trận xong rồi đó. Đây nó có đội trên đi đào cây này. Hôm bữa anh em cũng đào một cây ngay, nó đào ngay buổi sáng nhỉ. Quảng cáo dao cho mấy anh em mà cũng khắp đỏ. Dao này không quảng cáo đây, dao của nhà dùng đấy. Quảng cáo thì nó cái dao của nhà mình quá là tốt. Đúng không anh? Đây mọi người, anh em lại phát hiện thêm một gốc nữa. Một cây nữa. Rồi, anh bên này anh em mình lại phát hiện một thêm gốc nữa có đây. Là gốc kia ở gốc hơi khó bổ hơn. Anh Hiệp lúc nào được thì alo nhá. Em sang kiểm tra gốc này xem. Thấy ạ. Đây. 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 Sau này mới vào đâm ra là. Hoàng Cường ơi mang cát tát trong đây, đây được mấy con đây. Anh Hoàng Hải bổ được. Nó đây ở nó chui hết. Nó đang dưới kìa, chui xuống dưới kìa. Đây này. Có gốc này cứ nhiều đấy. Đâu rồi? Cái mũ cối đâu rồi? Đây đây đây, đang mang cát tát sang. Đây nha, anh em xem này, đây đây đây, để cho anh em xem đấy. Đây sâu non này, đây hai cái sâu non, ba con này nó đang non. Gốc này toàn sâu non thôi, kìa. Đang đùi. Tại vì lấy không lấy đến lúc nó ra hết đi. Cứ đặt ở đây như đằng nào chuẩn bị rửa mũ. Đây, con này con già nhá. Đấy, bé nhưng nó già nó vàng. Vận chuyển thì khó cái tốc vận chuyển. Cái cây cọ mềm này, bột rất là ngon. Giá ok đấy. Nha, đâu đâu để lập cho anh xem. Ủa. Đây nha. Đấy. Rồi. Đây con này, con ở đây. Đấy. Không có à? Anh bảo mà có ít thôi. Chính tỏ là vẫn có luôn. Còn này nha. Thôi anh em chém lên chỗ nào cứ chậm chậm cho mọi người nhìn kỹ không. Bây giờ không dưới cái này. Bây giờ lại phải moi dưới này nhỉ. Đây là con đang cùi người. Đấy. Đấy, bên này. Đấy, đây đây. Nè. Đồng nó chạy dưới hết đấy. Đây mọi người, giới thiệu cho mọi người nhé. Đây con mẹ nó đấy mọi người nhá. Đây. Đấy, con mẹ ở đây mọi người. Đấy, nó đẻ. Nó kiểu như đĩa như ruồi để trứng xong bắt đầu nó mới ấy đúng không? Để ra ấu trùng. Đấy, ấu trùng xong nó hình thành rồi, sau là con nó già nó sẽ như này, nó sẽ bay. Con này nó gọi như con bọ ấy nhỉ? Con ấy. Bọ cánh cứng nó ra từ hàng bọ cánh cứng nha mọi người nhá. Con mẹ đây. Nó con này đây là con mẹ nó đẻ vào cây cọ thì gọi là đuống cọ. Con đẻ cây dừa thì gọi là đuống dừa. Đây là con cái. Con đẻ vào cây đao gọi là đuống đao. Máy đẻ mọi người. Nhiều khi mọi người không biết là sau có con số cọ như nào. Đây anh em mình lại để con nữa rồi. Đấy, thôi thả này. Không mấy con to dưới rồi, nãy thấy đấy kìa. Đây anh chậm chậm để anh xem. Rồi. Đây. Trắng múp. Thấy thấy còn mấy con nó ở đây đấy. Đấy đây đấy. Đấy. Con này được quả nó có mọt kia là được đấy. Cái đồ mới lấy tóc đi, bóng trong bao nhiêu. Rồi con này chui lên tận đây này. Nó bò đi để ý. Cái này mà đi tán gái thì thôi, nó người thấy mùi này. Mùi này chắc là chạy xa. Úi giời anh ơi thôi bye bye. Bye bye anh. Về bảo kể chuyện với mẹ đây, con người anh mùi cứ không khắm mẹ. Mùi thum thùm. Mùi nước hoa đấy. Cái mùi này có ra tiền đấy, ngày cứ làm vài cân. Nó là bảo nếu đi tán gái bảo em anh nhà anh có đùi cộ nhá, tôi là có mùi gì đấy, có mùi đấy. Dưới đây con vừa thấy trắng trắng dưới. Không phải đâu, dưới xuống cuốn nước rồi. Ôi nước nó xuống dưới này. Đúng không? Đấy mọi người kia lại thấy không? Đây cần kem này cho chui hết lên trên này. Cái này thuê 300 được bao nhiêu anh? Đây nhá, có một con ở rất là sâu luôn các bạn ơi. Đây này. Đây. Khả năng 5 mét là đào vác được cái. Đấy, đây này đây. Đây mình moi luôn cho các bạn xem nhá. Đấy. Cầm vào đầu kéo không? Đây. Ok luôn. Kéo dòng con được, con vừa chém ra rồi. Đấy. Ui ôi, rồi con này anh em mình chém rất là to. Có. Đây anh em mình phát hiện cây này nhá. Có nhiều không? Đây con nữa. Rất là mập luôn con này. Bầm vào. Đây còn con nữa này, con này mới to này. Đây, em không quay. Đâu mọi người thấy không? Mọi người này cứ biết nó đấy. Đây. Đấy, rất là to bằng hẳn ngón tay út. Loại liệu trong này có không? Không có. Trong đấy bổ mới bổ rồi. Đây đây, anh trắng vào đây phát biết. Không phải. Em tự tìm cho anh. Chắc là đây chắc vẫn còn to. Đây nó sâu to. Đây rồi. Đây. Chắc không rồi. À lên này, nát rồi. Dính chịu. Nát khổ lấy con này. Nó xiên vào. Xiên rồi. 5 rưỡi rồi. Giờ chúng ta luôn. Nó hơi ruột đi. Nó hơi ruột rất thật đấy nha. Đào cả gốc. Cái này mềm ấy, dễ bổ cực luôn. Tí nó cái cá bác rách này. Ngày xưa các bạn ăn cọ em tưởng ăn củ rồi gốc hóa ngọn nhỉ. Ở ngoài trong tí nó lại rơi hết thủng cá táp, ăn thủng cá táp rơi hết. Người ta ăn ngọn mình tưởng là gốc. Hết rồi nhé các bạn ơi. Đấy rồi. Rồi bằng này thoải mái đáp rồi. Còn 2 chén. Sản phẩm của anh em chiều nay khoảng 1 cân. Trèo lên trên nhiều lắm. Nó được khoảng 1 cân. Rồi tiếp về cho ra chậu đi. Mình thì coi như này mà. Đấy, bây giờ cũng 5 rưỡi mọi người, anh em mình xin phép là rút quân đây mọi người ơi. Nóng quá. Anh Hoàng Hải đấy, con phát hiện con nào không? Máy con lên là được còn 2 gốc 3 gốc có. Anh em đang nghĩ là móm đấy. Không có cơ. Không phải là bọn nó cũng bổ nữa. Hoàng Cường để ý không tí nữa. Ấy rồi. Anh xuống núi rồi, tối rồi. về còn triển khai. Ở bên trong vẫn còn rất là nặng. Bắt sâu trên đường thế nhá. Về triển khai đây. Ok. Ok vậy. Hả? Ok ok. Ok đi. Ok ok. Mấy anh em cầm dao cầm kiếm này cái chết được ấy. Đánh nhau à? À. Đấy ở trong tù lè của mấy anh em thì thế thôi, có hai con dao. Một mình anh lang thang trên phố mùa thu qua. Anh lấy nhìn tấn 500 đồng kìa không? Đó là trúng số tối nay không? Hello. Rồi. Dít rơi, mấy con bị rơi. Ơ tao bị rơi nhỉ? Ừ, con gái. Chào dít, chào dít. Ủa. Chúng con là lũ bị rơi, lớn thì ăn hại, bé thì ăn hại thì bay đi. Bé thôi ăn hại, lớn thôi bay đi. Lại lớn thì bay đi. Anh em bảo hôm nay Tết sản phẩm mồi bánh lươn của anh Hoàng Việt nào không kịp à? Tí về đánh đi nữa. Thì đánh mấy hôm rồi hao cái đó. Rồi anh em đã về đến đích. Rồi. Đây còn đủ cội nha mọi người nha. Đây xong lột xác mọi người. Đấy, con này đang bắt đầu lột xác mọi người. Đây đây. Đấy, đang lột xác đấy. Đây, lột xác nó lột xác nó sẽ ra như này. Đấy, mỗi lần lột xác nó lớn thêm ít nhỉ. Ừ. Đấy, đây cái xác của nó. Thôi cái xác của nó anh vứt mất rồi. Anh vứt đi rồi. Sau khi mỡ già mình sẽ cho xuống đảo đều. Nãy bà ướp gia vị rồi. Cho mặt con. Đây này, cái này là nãy bà đã ướp gia vị trước rồi nha mọi người nha. Anh em mình chỉ việc xào thôi. Ướp trước cho ngấm. Đây, okay đây. Chảo rất già. Đấy, nhìn thấy cho mọi người. Đây đây là lá chanh này để chế cho dấu nho thơm này. Đây đây đây. Rồi, đây, đây là đầu bếp Hoàng Hải nha, chiều nay vừa đi băm sông Cọ đây nha mọi người nha. Mình sẽ để lửa nhỏ nhá, đừng để to nhá. Có chỗ thì gọi là sâu cọ, còn có chỗ gọi là đuống cọ nha mọi người nha. Sâu cọ hay sâu cọ nó cũng là một. Này phải để ra thật to. Không để lặn ra. Nhỏ ra. Nhỏ không là, sẽ nổ hết. Nhưng lúc mới đầu là phải mỡ thật ra, mới ra to mỡ thật ra đúng không? Mình sao để đúng tầm ngon nha anh nhỉ? Đúng rồi, mình sao khoảng khoảng tầm 5 phút mà lúc nào thấy mình nhìn qua cái con sâu đấy, cái tầm nào nó héo mà mình phải đảo liên tục không nó vỡ lên. Nó vỡ ra là mất ngon đấy. Anh đã xong rồi. Anh xong rồi. À. Bây giờ anh đang rang cái này người ta gọi là rang. Thơm luôn. Thơm lắm. Thơm đấy. Tí nữa tính cứ một con 2 chén anh nhá. Ok em. Đấy, cứ một con 2 chén rượu. Này uống mà say cả cháy luôn. À được, hôm nay cho thầy cho bắt lưới luôn. Rồi mà anh em đứng xem còn thấy thèm đây. Rồi thơm bốc, mùi bốc lên ngào ngạt luôn. Hấp dẫn thật đấy. Quá là ngon. Em thì thèm lắm nhưng mà không biết là tí nữa ăn. Đây bây giờ là nó phồng lên rồi nhá, mình sẽ vặn lửa nhỏ đi nhá. Đây đây, nó sâu nó phồng lên là được nha mọi người nha. Cho nhỏ vào đấy, nó nếu mà nó nổ ra là không còn ngon nữa. Mình sẽ để đúng không? Mình sẽ để lửa nhỏ thôi. Rang một lúc nữa. Nhưng mà nói chung là vẫn có mùi cọ nhỉ. Thơm thơm rồi, đây là nó có mùi đặc trưng của cái cọ mà không thủng. Không phải. Đấy mùi thơm đặc trưng. Đấy. Ừ. Đấy. Mình phải đảo. Ừ, để nó bột được đấy. Rất là thơm, tí mình cho là chanh nữa. Thơm. Em thèm lắm đấy nhưng mà phải để cuối em mới ăn cơ. Không rồi, cứ ăn thoải mái đi, không vấn đề gì đâu. Ôi thôi, một con 2 chén rượu thì toi rồi, cứ để dành ăn sau. Mình sẽ... Bây giờ cái linh thôi. Mọi người không biết cứ bảo là rang khô cháy, nhưng mà ăn như thế thì nó mất cái vị ngon của cái con đấy. Nhà mình thấy nó quạt chảy không ngậm được mồm mọi người. Thực ra mọi người ăn đồ sống nhưng mình không dám ăn sống. Mọi người thì có khi là ăn sống là ngon, nhưng mà mình thực tế thì mình chưa ăn sống bao giờ. Nói chung ăn sống thì nó vẫn là chất nhất, nhiều chất nhất là đúng một đấy. Nhưng mà các bạn là mình cơ địa nó kém, sẽ ăn sống là nó lại đúng này kia, giống này nó nhiều chất đạm béo. Em ăn bè sầu gì cũng em không ăn cái gì luôn. Chưa bao giờ. Ăn bè sầu gì cũng. Được. Ngày xưa đi lính ăn một con em về nó nổi toàn cái mũi bằng tay cái nó lên, nó ngứa. À thế. Sợ quá. Thì em nghĩ ong em ăn được, ong ăn thì sao? Con này ăn nhiều nhậu nhưng mà. Thế cho em ở tới cuối ăn nếu mà có bị dị ứng thì cũng được chén rồi. Đây mọi người cũng gần xong rồi mọi người. Rồi không. Còn những con tôm nhỉ. Đấy. Đây là rang một cách đúng. Chiều nay mình đi chợ nhỉ. Rồi. Chào bác Hiếu nhá. Đây Hiếu công an. À. Ừ. Chào cán bộ. Đúng rồi, xào kỹ quá thì nó cháy ấy. Ừ. Lúc mình đảo ấy, mình đừng có chọc, mình chỉ ấy xung quanh. Chọc thì nó vỡ với đáy thôi. Mình đảo xung quanh nữa. Đấy, phồng hết lên rồi. Đấy, mình bỏ cháy không ngọt không? Đấy. Sau khi nó phồng hết lên như thế này mình đảo đều rồi. Lá chanh không phải để em ạ. Lá chanh phải đắp xung này. Okay. Cái món này là bài này là sao? Dubai không mọi người? Đây là thánh đách đó, tất lá chanh này. Đó kia là em phải thơm vào đấy. Bờ chanh tắc mùi phát hẳn. Mã thì mà ác cái mùi cọ. Cái món này món sở trường của mình ra là mình ra đây, mình quay vào nhà đây. Sâu cọ mọi người. Sao nào để con sâu không nổ ra nhá. Đấy đúng rồi. Nổ ra là mất vị luôn, rất ngon. Không có nổ là hôm nay anh em mình băm vào đó là nó mới bị nổ thôi. Còn hồi chiều bị vỡ. Ok chưa anh? Khả năng là okay sẽ thơm lắm đấy. Hiện tại như là đã xong. Ok. Đây nha mọi người nhìn dần nhá, dần nhá đây, đây. Xào xong con nhộng không bị vỡ ra đây. Hai đĩa thì xong là cái. Thôi được. Cái to này. To khổng lồ mọi người. Đây được ạ, anh đổ cho. Đây mọi người nhé, hàng đã lên đĩa và bây giờ là mọi người đã thưởng thức cùng với anh em. Vâng mọi người. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Mời mọi người nhá. Còn là đặc hóa nhá. Còn là thiên nhiên hết, mọi người có cá này, còn là cá ao. Đây là lươn xào xả ớt nhá. Đây mọi người lươn này đúng món lươn này. Sạch thì rất là. Đây là món lươn xào xả ớt này. Ăn nướng này. Đây là cái món chính chủ đạo này. Sâu cọ đặc. Đuông cọ đặc sản Định Hóa. Đây là con một chưa ông? Thôi mời cả nhà cùng anh em mình thưởng thức món sâu cọ nhá. Chào cả nhà nhá.